Trường mầm non Minh Đài, huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có 18 lớp với gần 450 em học sinh. Những ngày qua, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp để giữ ấm và chăm sóc tốt sức khỏe cho các em học sinh. Nhà trường cũng đã bổ sung cơ sở vật chất để giữ ấm cho trẻ trong mùa đông như là mua mới và bổ sung mới là chăn đệm cho các lớp. Và trong những ngày mà giá rét, nhiệt độ xuống thấp thì nhà trường chỉ đạo các lớp là hạn chế cho trẻ hoạt động ngoài trời. Khi trẻ đến lớp, nhà trường luôn chỉ đạo giáo viên là theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ. Nếu mà cháu nào có những cái biểu hiện ốm hoặc là biểu hiện ho, sốt, cúm thì nhà trường sẽ chỉ đạo giáo viên trao đổi với phụ huynh để cho trẻ ở nhà để tự tiện chăm sóc. Huyện Tân Sơn có gần 20 trường mầm non, trong đó đa phần các trường ở các xã vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Do vậy, khi bước vào mùa đông, công tác phòng chống rét và chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh được địa phương đặc biệt chú trọng. Phòng giáo dục đã có văn bản chỉ đạo trực tiếp đến các đồng chí hiệu trưởng và giáo viên quan tâm đặc biệt đến cái sức khỏe của học sinh mầm non. Đặc biệt trong thời rét giá lạnh như này thì quan tâm việc đến mặc ấm của các em, của trẻ. Rồi cái việc công tác bán trú, nuôi dưỡng phải ấm, thứ hai là cái dinh dưỡng đảm bảo các em có đủ sức khỏe để mà ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng và đặc biệt là an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời tiết lạnh kéo dài, trẻ dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Vì vậy, giữ ấm và đảm bảo đủ dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh cho trẻ trong những ngày giá rét là rất cần thiết. Theo dự báo, thời gian tới vẫn có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Vì vậy, các trường ở vùng cao cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét kịp thời để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ.